Chờ đợi chiến thắng cuối cùng của đội đạn gạch, không một giây nào đau buồn vì không mua được 4090. Giờ đây chiến trường sắc chào đón 5070 với mức giá 549 đô la Mỹ và hiệu năng tương đương 4090, trở thành chiếc các đồ họa dòng 50 có tỷ lệ hiệu năng chưa giá tốt nhất. Ngày hôm nay, lúc 11:30, Game Sơn Hoang trong diện mạo mới đã ra mắt dòng 50 CG. Ngoài những nội dung quen thuộc như tính toán AI, điểm sáng thực sự dành cho game thủ chính là DLSS 4.0 và công nghệ Neural Rendering, kết xuất thần kinh. Công nghệ này không chỉ tạo ra hiệu ứng ánh sáng chân thực hơn mà còn có thể tự động nâng cấp chất lượng kết cấu đồ họa trong game, mang đến hình ảnh sắc nét hơn. Điều này giải quyết vấn đề của các thế hệ DLSS trước đây, vốn bị chỉ trích vì làm giảm chất lượng kết cấu, khiến hình ảnh trong game trở nên mờ nhạt. Dù cuối cùng Game Sơn Hoang đã tiết lộ rằng DLSS 4.0 chỉ độc quyền cho dòng 50, nhưng với mức giá được công bố hiện tại 5090, 1999 đô la Mỹ, 5080, 999 đô la Mỹ, 5070, 749 đô la Mỹ, 5070, 549 đô la Mỹ. Chỉ cần mua được với giá niêm yết thì chắc chắn là lời đập. Tuy nhiên, hiện tại chỉ biết rằng dòng 50 sẽ mở bán vào tháng 1, nhưng thời gian cụ thể để nhận hàng vẫn chưa rõ.